ông bố Bắc Ninh chế tạo siêu xe gỗ như McLaren 720S lộn ngược. Chiếc xe mô phỏng McLaren 720S lộn ngược với vật liệu chính là gỗ hoàn thiện sau 40 ngày. Lần này, anh Trương Văn Đạo và đội ngũ nhân dân Udo Kiên Ác chế tạo ra một chiếc giống như McLaren 720S bằng gỗ theo phong cách lộn ngược. Thời gian gần đây, thay vì bám sát những chiếc xe truyền thống, anh Trương Văn Đạo cùng các cộng sự liên tục cho ra những chiếc xe gỗ với phong cách độc lạ. Với chiếc xe mô phỏng McLaren 720S lộn ngược, xe vẫn bám theo khuôn mẫu của chiếc 720S ngoài đời, nhưng cách bố trí sẽ đảo ngược lại. Trước hết, anh Đạo tiến hành lắp ráp khung xe bằng các thanh thép, sau đó là động cơ. Chiếc xe nhái McLaren 720S bằng gỗ được gắn motor điện ở bánh sau. Đội ngũ nhân dân Udo Kiên Ác tiến hành bước tạo hình chi tiết cho chiếc xe mô phỏng McLaren 720S. Với bánh xe lộn ngược, tuy không sử dụng để di chuyển trên đường nhưng chi tiết này vẫn được đẽo gọt tỉ mỉ. Đến khi hoàn tất, bốn chiếc bánh giả đều có đầy đủ họa tiết giống y như xe nguyên mẫu ngoài đời. Anh Đạo sử dụng nhiều thanh gỗ ghép lại với nhau để cho ra phần ngoại hình thô của chiếc siêu xe. Sau khi cố định bằng đinh và keo dán, anh bắt đầu đẽo gọt, chỉnh trang lại để thành hình. McLaren 720S sở hữu nhiều đường cong uốn lượn, nhưng anh cùng các cộng sự không gặp nhiều khó khăn trong việc tạo hình. Sau khi hoàn tất tạo hình tổng thể, chiếc McLaren 720S nhái được lật ngược lại và gắn phần bánh xe thật được đặt chìm phần lớn trong vỏ, chỉ để lộ ra một phần nhỏ để vẫn có thể lăn trên đường. Phần nội thất và cửa của chiếc xe hoàn toàn làm từ gỗ và được cố định bằng đinh ốc. Chiếc xe được gắn cụm đèn định vị trước và sau. Chiếc siêu xe gỗ lộn ngược có thể di chuyển trên đường một cách mượt mà. Song do gầm khá thấp, để ẩn bánh xe thực càng nhiều càng tốt, xe khó có thể leo lên vỉa hè hay di chuyển qua những địa hình gồ ghề. Ảnh, nhân dân, Udo Kiên Ác.